Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng đốt dơm dạ, gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 6, các đoàn công tác liên ngành của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc đốt dơm dạ tại các địa phương nhằm có những đánh giá giải pháp xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện hạn chế đốt dơm dạ, cải thiện chất lượng không khí của thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương, xây dựng hệ thống giám sát cộng đồng và hệ thống thông tin nhằm phát hiện, tố cáo các hành vi đốt rác thải rắn sinh hoạt tại địa bàn. Đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ để người dân không đốt dâm dạ, phụ phẩm cây trồng sau khi thu hoạch và chuyển sang các giải pháp xử lý khác thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. 100% dâm dạ và phụ phẩm cây trồng phát sinh được thu gom, tái sử dụng hoặc xử lý, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật môi trường, không còn hoạt động đốt chất thải rắn sinh hoạt, dâm dạ và các phụ phẩm cây trồng trên địa bàn thành phố.